Rồi để tiếp tục cái video đăng nắng ngày hôm nay thì gửi cô chú chị hình ảnh của bộ mẹ con nha. Đó, còn mẹ thì mẹ kem tàn sát nhất khỏi nói luôn cô chú chị. Đó, mẹ kem tàn sát nhất luôn nè. Đó thì em nói chung thì hiện tại đang giữ con đực BB. Đó, giữ con đực BB mát sữa thì khỏi nói luôn cô chú chị. Đó thì con mẹ này thì hiện tại đang giữ con đực này thì lứa thứ hai. Đó, lứa thứ hai cô chú chị. Con mẹ này thì nói chung thì mới có rớt có 3 đôi răng ha. Nói chung thì nó còn đôi răng phé cô chú chị. Mẹ em nó thùng dạo dần ngang thì khỏi nói luôn. Đó, con đực nè. Đó thì con giữ con đực thì được 2 tháng tuổi cô chú chị. Đó, nó 2 tháng tuổi mẹ em nó ú nó biên lực thì khỏi nói luôn cô chú chị. Lông nói chung là hai mảnh lông những mức luôn. Đó thì mẹ con chân móng hoàn thiện nè, không ốp xe là xuống rúng ruột chi. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng bộ mẹ con cứ liên hệ số điện thoại để tùng hình. Đó thì bộ mẹ con này thì nhà bán giá là 35 triệu. Đó, 35 triệu là bao ship cho bà con tới nhà luôn, trong vòng 200 số ha. Đó thì nói chung thì tiền nào cũng lấy cô chú chị. Đó, có những con mẹ mà để con mát sữa với mẹ thùng dạo nè, mẹ rất vuông bò luôn. Đó, thùng dạo tướng tá cấp mình nè. Thì con mẹ này em đo chiều cao là 1m38 tới 1m39, 1m4 bò cô chú chị. Đó, 1m38 tới 1m39 bò. Đây, chân móng nè. Được con cái thì em nó đẻ con được ra rất tốt luôn cô chú chị. Mẹ thùng dạo, mẹ rất vuông bò không. Đó, mẹ cổ ngắn nè, lườn yếm hơi lạch phọt luôn. Đó thì đối với những bộ mẹ con mà đã rồi thì bên em bán sẽ bao lộ cô chú anh chị trong vòng 3 tháng. Đó, nếu việc lú hí trục trặc bên em thầu bộ về hoàn tiền bò tiền xe đủ cho cô chú anh chị mình luôn. Đây, con mẹ này nói chung thì hiện tại đang đó, đang lớt lòng là luôn cô chú chị. Đó, có phần dài của nó nè. Đó, nó đang đổ lòng ha, đang đổ lòng, nó rớt lòng mà thêm sát nữa đó. Đây, mẹ chân trước nè, chân sau nè, chân móng là chân móng sò, xương sóc lại nó khỏi nói luôn. Vú nè, rúng nè. Được con cái thì đẻ con này nó tốt, khỏi nói luôn. Mẹ cái dàn ngang nè cô chú chị. Đó, cái ngang hết nói không. Đó, còn được nó mát sữa, em nói nó mát sữa thì hết biết luôn. Mặt mày nè, nó F2 và lông nó nhuyễn mức luôn. Đó, con mẹ F2 mẹ em nói lông nhuyễn mức luôn. Mẹ thì hết biết cái dàn ngang luôn cô chú chị. Thùng dạo dàn ngang hết biết không. Đó thì bà con nào ưng mình xin tới xem luôn cho kỹ đi. Đó, thì anh nào thấy giá cả hợp lệ thì mua ủng hộ em ha. Đó, đực mới có 2 tháng tuổi mà nó hết biết con đực luôn cô chú chị. Mẹ vú thì 4 vú. Mẹ mát sữa 4 vú, con cái vú đeo nữa cô chú chị. Mẹ con cái vú đeo nữa là 5 vú nha. Đó, con đó, em lớn mà lưng ú, cô chú chị thấy cái dạng đùi của nó không? Ú đó, dạng đùi y hệt như mẹ nó luôn cô chú chị. Đó, chân móng nè, xương sóc thì rất to luôn. Đó, mặt mày tướng tá cấp mình cũng đực nè, hết biết cái dạng đực nữa không? Đó, dạng đực khỏi nói luôn cô chú chị. Đó, dạng đực khỏi nói luôn, tướng tá cấp mình nó hết biết luôn. Mẹ rất vuông bò luôn. Đó, mẹ con này giá là 35 triệu là bên em bao ship nha. Mẹ thì em quan sát thì xe lưng xe mặt nghiêm chỉnh luôn. Đó, mẹ xe lưng xe mặt nghiêm chỉnh luôn cô chú chị. Để con đực tốt. Đó, thì nói chung thì bà con mình bắt bò về để làm giống sinh sản, mình lựa những con mẹ để con mát sữa nè, để con tốt nè. Đó, không có thứ gì bằng luôn. Đó, em nói không có gì mà để con mà mát sữa là mình bán có tiền, chứ không nói chung gì. Đó, không cần gì cô chú chị. Mẹ ấm ấm nhưng mà để con mát sữa là mình mua mình để làm giống mà. Nhưng con mẹ này nói chung thì mẹ này không ốm nha cô chú chị. Đó, mẹ và bà con thấy cái dàn ngang dàn đùi của nó không? Đó, thùng dạo nè. Đó, hết biết không. Đó thì em kênh chăn nuôi bò Bến Tre phát sóng lúc 12 giờ trưa và 7 giờ tối ngày. Đó thì bà con nào muốn nuôi bò béo bò sinh sản hay con giờ có ưng thì điện cho em ha. Đó, con đực này 2 tháng bằng tay gần 3 tháng tuổi luôn cô chú chị. Tốt mát sữa thì khỏi nấu luôn. Đó, mới có 2 tháng mà bằng ta 3 tháng tuổi luôn. Ú mê luôn. Không, không giận luôn, những mức luôn, F2 mà. Hết biết không. Đó, nói chừng nữa nó rụng lông máu là rụng ba cái lông vàng này là nó ra màu đen nha cô chú chị. Nó rụng lông máu là ra màu đen ha. Mẹ thì chiều cao là 1m38 tới 39 bò. Đó, 1m38 tới 39 bò thì nói chung thì nằm về tàn sắc nhất rồi. Tướng tá chân móng, chân cẳng thì đứng thẳng rẳng luôn. Đó thì hình ảnh về giá cả bộ mấy con này em gửi đến đầy đủ cho cô chú chim rồi. Đó, để bây giờ tiếp tục cái video đăng bán ngày hôm nay.